Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến dự. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trong huyện đã cùng tham dự. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 34 chỉ tiêu về kinh tế xã hội cơ bản đã đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện thực hiện được hơn 8.277 ha, tổng đàn gia súc nuôi được trên 62.060 con, đàn gia cầm trên 490.000 con. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 13.950 tỷ, bằng 117% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa phương ước thực hiện gần 215 tỷ 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chiến dịch làm giao thông thủy lợi đào đắp được 20.700 mét khối đất, phát dọn được 103.000 mét vuông đất bờ mương, 21.730 ngày công lao động. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông, khoa học công nghệ, điện, dịch vụ, nhiều khởi sắc. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện trên 186 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị các nguồn vốn xây dựng dân dụng ước thực hiện hơn 13 tỷ 300 triệu đồng, trong đó nguồn vốn dành cho giao thông là hơn 11 tỷ 900 triệu đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Song song với đó, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm. Huyện Tân Lạc được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Hoạt động truyền thanh truyền hình duy trì tốt và đi vào chiều sâu, đã xây dựng được 148 chương trình phát thanh truyền hình với 920 tin bài phóng sự, xây dựng được 52 chương trình tiếng Mường với 130 tin bài phóng sự, tiếp phát được 32.346 giờ, đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực tài chính, ngân sách, nội chính, tài nguyên môi trường có nhiều kết quả, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt và nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là cần quan tâm phát triển nông lâm nghiệp, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, làm giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới và các công trình xây dựng cơ bản phục vụ dân sinh kinh tế. Riêng với xã Mãn Đức, phấn đấu sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2016. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục tập trung cùng phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách với người có công, triển khai công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội. Các xã thị trấn cần rà soát các chỉ tiêu về kinh tế xã hội để thực hiện. Vừa qua, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh xã Phú Cường đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tài Ba, Ủy viên Thường trực Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình. Tại đại hội, đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng cũng như những chiến công oai hùng trên tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại. Phát huy truyền thống hào hùng ấy, khi trở về với đời thường, những hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh xã Phú Cường luôn nỗ lực phấn đấu thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hội Truyền thống Trường Sơn xã Phú Cường hiện có 45 hội viên, đây là những cựu chiến binh thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, từng phục vụ chiến đấu tại Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh. Từ khi thành lập hội đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh xã luôn thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của cấp ủy chính quyền địa phương. Tại đại hội, các đại biểu đã phát biểu thảo luận sôi nổi đóng góp các ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ, nội quy sinh hoạt hội trong thời gian tới. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo xã tạo điều kiện để ban vận động Hội Truyền thống thực hiện đại hội nhanh chóng,
đồng thời bày tỏ mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội Trường Sơn, đoàn kết gắn bó, tiếp tục phát triển tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho các hội viên, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, góp phần cùng các tổ chức chính trị xã hội khác trên địa bàn xây dựng xã Phú Cường ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cùng với các địa phương khác trong toàn huyện, xã Minh Hòa thời gian này đang tập trung mọi nhân vật lực thu hoạch lúa đông xuân năm 2015-2016. Diện tích cấy lúa vụ này, Mỹ Hòa thực hiện vượt kế hoạch với 116 ha, đạt 122% kế hoạch. Các giống lúa được bà con sử dụng chủ yếu vẫn là lúa lai nhĩ ưu 838, BC15 và một số giống thuần khác. Nhờ áp dụng tốt quy trình kỹ thuật chăm sóc, bón phân, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh, đồng thời chủ động phối hợp với chi nhánh khai thác thủy nông huyện tiến hành điều tiết nước đập chủ bụi cho đồng ruộng, kết hợp tổ chức tốt chiến dịch làm giao thông thủy lợi tháng 4 năm 2016, nên nước tưới tiêu đảm bảo đầy đủ cho cây lúa sinh trưởng phát triển. Nhờ vậy, vụ đông xuân năm nay, lúa đạt năng suất khá cao, 50 tạ trên hecta. Bà con nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung ra đồng thu hoạch lúa đông xuân theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, phấn đấu gặt xong trước ngày 25 tháng 6. Song song với thu hoạch lúa, xã chỉ đạo bà con tập trung làm đất gieo mạ để tiến hành sản xuất vụ mùa hè thu đảm bảo đúng tiến độ. Đến nay, một số xóm đã bắt đầu gieo mạ chuẩn bị cho vụ hè thu. Thưa quý vị và các bạn, người cao tuổi, bằng kinh nghiệm, vốn sống và sự say mê lao động, nhiều người đã trở thành tấm gương sáng đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ông Bùi Văn Thành ở xóm Đon, xã Minh Hòa, huyện Tân Lạc là một tấm gương như thế. Năm nay đã bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng trong huyết quản ông, dòng máu nóng vẫn khát khao với nhiều hoài bão của người làm vườn. Với tấm bằng trung cấp trồng trọt và sau nhiều năm công tác tại phòng nông nghiệp huyện, đến đầu năm 80 của thế kỷ trước, do điều kiện sức khỏe, ông được nhà nước cho nghỉ chế độ. Rời công việc chuyên môn trở về với ruộng vườn, ông tâm sự. Thời điểm đó, với ông đúng như bước vào trận chiến mới, bởi sức khỏe thì có hạn, điều kiện gia đình lại quá khó khăn. Tài sản lớn nhất với gia đình là kiến thức đã được học về trồng trọt và trên 6.000 m2 đất vườn. Dẫu khó khăn là vậy, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Từ những kiến thức đã được học, ông ngày đêm suy nghĩ, đưa vào trồng khảo nghiệm với đủ loại cây. Tuy vậy, để có được thành quả như ngày hôm nay, con đường dài phía sau quá nhiều gian truân. Lúc thì cây sắn, bắp khô, khi thì củ lạc, cây mía, và đến nay là cây bưởi. Trước đi trồng mía thì nó vất vả nhiều. Mà hai là năm nào cũng phải bón phân, năm nào cũng phải phòng trừ sâu bệnh, thuốc sang rất nhiều mà hiệu quả kinh tế nó không cao. Tính đi như thế là trừ hết đầu tư thì trả thu được mấy. Tôi mới nghĩ là cái trồng cây hoa quả này trả phải trồng lại. Đấy. Càng ngày càng năng suất. Đấy. Công chăm bón và phòng thuốc trừ sâu nó cũng ít đi, mà cái 100 cây chỉ có một người làm thì đã đủ rồi, đã đủ sức. Như vậy là nên tôi tính cái này nó kinh tế hơn mà nó không phải trồng đi trồng lại nhiều lần. Hiện ông đã trồng được trên 100 gốc bưởi, trong đó có 30 gốc đã cho thu hoạch từ năm 2014. Ông Thạnh cho biết, từ khi cây mía tím có biểu hiện cung vượt cầu, ông đã quyết định chuyển dần diện tích sang trồng bưởi. Qua vụ thu hoạch đầu tiên cho thấy, cây bưởi đỏ rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương. Theo ông, trồng bưởi không khó, nhưng đòi hỏi sự tâm huyết và cần nắm vững kỹ thuật. Hai năm gần đây, cây bưởi đã cho gia đình ông nguồn thu tương đối. Nhờ cây bưởi đã giúp ông tự chủ về kinh tế để tiếp tục thỏa mãn đam mê trồng trọt của mình. Ngoài cây bưởi, ông còn tận dụng những khoảng đất trống trồng xen nhiều cây thảo dược quý hiếm như sâm cao ly, kim tiền thảo, chè hoa vàng, một số loại cây trong rừng vừa có tác dụng làm thuốc, vừa cho nguồn rau xanh phục vụ cuộc sống hàng ngày.
Thì cái tán cây nó còn thừa đất như vậy là có một số loại cây giống, cây trồng, nhất là cây thuốc nam. Thì là cây cấm nó vẫn phát triển. Thì lợi dụng cái đó thì mình cũng phát triển cây thuốc. Một là mình tự túc uống sinh hoạt cho gia đình, hoặc là anh em cần thuốc thì đến thì cho đó anh em để chữa bệnh. Mô hình trồng bưởi của ông dù đang trong giai đoạn xây dựng, so với nhiều mô hình trong toàn huyện, nguồn thu hàng năm từ bưởi chưa đáng kể. Nhưng đối với riêng xã Mỹ Hòa, ông là người đầu tiên mạnh dạn đưa cây bưởi vào trồng. Khi nghị quyết số 10 năm 2013 về phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh đi vào cuộc sống, mô hình trồng bưởi của ông được địa phương nhân làm mô hình điểm để người dân tham quan học tập kinh nghiệm. Cái thứ nhất là về vấn đề môi trường xanh sạch đẹp. Cái thứ hai nữa là về cái sức khỏe đảm bảo cho cái người cao tuổi làm việc nó nhẹ nhàng, nó đúng với cái khả năng của các cụ, các ông, các bà. Đây là chúng tôi cũng đang chuẩn bị là tuyên truyền cho phát động trong toàn hội viên ở trong toàn xã sẽ trồng những cái cây ăn quả có múi và tất cả các loại cây mà có tác dụng cho sức khỏe. Ông Thạnh còn cho biết thêm, tới đây ông không mở rộng diện tích trồng bưởi mà sẽ tập trung chăm sóc, làm giàn chống đổ, đồng thời quan tâm trồng thêm một số cây thảo dược cho giá trị kinh tế như chè hoa vàng, kim tiền thảo. Với sự cần cù, chăm chỉ trong lao động, say mê học hỏi khoa học kỹ thuật, ông Thạnh thực sự là một tấm gương sáng trong phong trào tuổi cao, gương sáng trong giai đoạn hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.